Mai công ty An3 chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một loại sản phẩm, đó là đèn sạc pin năng lượng mặt trời 3 trong 1, được thiết kế hiện đại theo phong cách cổ điển, đẹp, sang trọng, chất liệu tốt, chắc, bền bỉ. Đèn có chức năng soi sáng. Có thể làm đèn học, pin sạc dự phòng cho điện thoại. Đặc biệt hơn, đèn có chức năng vừa nạp điện trực tiếp qua cổng sạc và còn có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Tấm pin năng lượng mặt trời được lắp ở trên thân đèn rất là tiết kiệm năng lượng.